Hello, xin chào anh em. Bữa nay một ngày không đi làm, ghe của mình đang ở nhà, ra bơi thúng ra vì sau mình thăm ghe, quay video lại cho anh em xem chơi. Bữa nay gió có áp thấp lớn lắm anh em. Này ghe thuyền của Bình Định là cũng vào neo ở trong sông ở làng mình rất là nhiều nè. Và anh em xem chơi đây anh em, phía trước mặt là đang là cái bãi kéo ghe ở cái làng Phú Lạc anh em đó. Bãi kéo ghe này đợt này kéo toàn ghe câu bờ gù không anh em, ghe câu cá ngừ đại dương á đó. Đó em thấy không, toàn là ghe câu cá ngừ đại dương đó. Mấy chiếc ghe này kéo lên hình như là lắc keo hết nè. Bây giờ những chiếc ghe này nó cũng qua cái thời điểm 10 năm, trên 10 năm, có chiếc là gần 10 năm. Thì mấy chiếc ghe này nó đi khơi anh em, đi vùng giáp ranh với Indo-Malaysia, giáp ranh với Phi, đang ngoài biên giới của hải phòng Việt Nam mình không à. Làm người câu câu gù anh em. Trên ghe là toàn anh em thấy là trên ghe là các cái cần câu câu châm đèn cũng có, quýnh câu cũng có, hoặc là họ đi bên bên đánh lưới lưới cá chuồng anh em. Mùa này là cái mùa thấp điểm cho nên là rất là nhiều ghe câu cá gù kéo lên làm nước. Đỡ sắp tới là qua cái đợt mùa đông, mà cái đợt mà trước Tết đó, thì họ đi cái đợt đó là rất là mạnh. Đây, đây là thôn xóm làng của mình. Thì thời gian nghỉ gió ở nhà hôm giờ cũng mấy bữa rồi, mà bữa nay là mình ra thăm ghe bơm nước ghe, đờ máy nổ cho nó nóng máy lại, cho bữa giờ nghỉ máy cũng rất là lâu. Bây giờ xin mời anh em đi qua bên ghe của mình nha. Đây anh em, bữa giờ thì toàn quay những cái video về đánh bắt, thì anh em cũng ủng hộ mình rất là nhiều. Thì nói chung quay những cái video về đánh bắt không thì anh em xem lâu nó cũng ớn. Những cái video đánh bắt là đặc sắc thì mình quay lên cho anh em xem. Thì những video cũng thông thường thì mình cũng ít đăng, mình quay về cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình cho anh em biết tí xíu. Mong anh em ủng hộ nha anh em. Đây phía bên trong cabin của mình đây. Nên anh em bây giờ mình vô trong cái buồng máy anh em. Mình vô trong buồng máy mình kiểm tra cái hệ thống bơm nước của ghe mình tí xíu rồi mình nổ máy mình bơm nước. Thì ở trên ghe mình trang bị hai cái bơm ray nha anh em. Bơm ray gọi là cái bơm mà để nó hút nước mà trong ghe á. Hút nước trong ghe ra. Thì hôm bữa là có một cái bơm này hư nè, mình đóng mình thay phết tại ở dưới ghe luôn. Thông thường thì mấy cái này một số anh em thì không làm thì đem lên máy thợ tiện thì máy mình đóng máy mình thay ra rẹt rẹt. Mà tháo cái này nó cũng quét đi rồi nó nặng nề quá. Cho nên là mình mua phết xuống mình đóng mình thay tại ghe luôn. Thì mình xài cái bơm ray lâu thời gian á, thì cái cọng siêu này nè, cọng ron siêu này là nó ép nó gãy nhựa nè. Thì cái bơm nước nó không có kín cho nên là bơm nó không có hoạt động được. Thì mua cái cọng siêu này ở chỗ mấy cái tiệm thợ tiện á hoặc mấy tiệm bán đầu bơm á, mua cọng siêu này 5.000 để anh thay luôn cho nó ngon đó.
thường thường này bắt một cái bơm rây thì nó có trở ngại gì á, bắt ở dưới lường này nè, nó có trở ngại gì thì mình xuống mình sửa thì nó quất quẻ lắm, bởi vì ghe đang hoạt động mà, xuống mình sửa nó rất là quất quẻ, cho nên là mình bắt luôn một lần hai cái bơm rây, lỡ nó có hư cái kia thì còn cái nọ nó hoạt động. Với lại đi mồi gió thì nước nó phủ vô trong ghe, ghe mình cũ rồi cho nên là cái lượng nước nó vô trong ghe cũng rất là nhiều, cho nên là mình bắt hai bơm rây luôn hoạt động cho nó thoải mái. Bơm này hư có bơm kia nó còn hoạt động tốt thì nó hút nước ra bên ngoài. Chứ nhiều khi có một cái bơm rây nó hư bất thình lình thì mình giao cho anh em trên ghe họ lấy phụ á, thì họ kiểm soát không được, cho nên là cái lượng nước ở trong ghe nó nhiều cho nên là mình mất kiểm soát. Cho nên là mình bắt hai cái bơm rây này nó rất là khỏe. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái cọng siêu này, lắp cái bơm nước này vô luôn để cho nó hoạt động. À, đây anh em, thì cái bơm rây bây giờ mình ráp lại rồi nha anh em. Mình ráp lại rồi mình trồng dây cua rua vô thì nổ máy là nó bơm nó hút nước thôi. Thì cái bơm rây này nó hoạt động có cái ống nước màu nè anh em. Thì cái này anh em nào cũng biết, nhưng ở tại cái ống nước màu mình làm những cái van khóa. Bây giờ mình mở van ra, bởi vì khi mình tắt máy mình đi về nhà, cái ống nước màu này nó hay bị trẻ nước lại giờ ghe anh em, cho nên mình làm mấy cái van khóa này cho chắc ăn, nó trẻ nước lại giờ ghe mà sau vài tiếng đồng hồ mà không có mình là nó trẻ nước lại đầy ghe luôn á. Cho nên ở hai cái ống nước màu này mình làm hai cái van khóa hết. Bây giờ mình sẽ lên trên mình đờ nổ máy thử cái bơm rây mình mới ráp nó hoạt động tốt không. Đây buồng lái của mình, đây chìa khóa, đờ máy nha anh em. Giờ đờ máy lên nha anh em. Đây là cái ống bơm nước ra nè, lên ghe thử. Phía bên này là mình cầu một cái bơm nè anh em, cái bơm mình mới ráp và nó bơm phía bên này, còn một cái bơm ở phía bên kia. Xuống mình kiểm tra ở phía dưới thử là mình ráp vô nó có bị xì ron nha anh em. Mà thông thường mà nếu mà xì ron là cái bơm nó không có bơm nước ra anh em ơi. Xì ron là nó sẽ bơm nước ra nó tào bột lắm. Đây anh em. Thì cái bơm ray lúc nãy là mình ráp vô là nó hoạt động bình thường, không có xì ron. Ráp vô rất là kín, bơm nước rất là tốt, hai bơm hoạt động đầy đủ. Nhưng mà chỉ có điều là có một vài con ốc ở trên cái chụp này, cái chụp vô bên rây nè, nó bị tuột gai cho nên là dạng nó ôm không quá chặt. Thì khi chạy thì nó có cái độ rơ nữa, cho nên là chắc chắn là cái bơm này nếu mà chạy hoạt động thì nó không có bền. Tốn công mình ráp vô thôi, thì bữa nay ngày nghỉ mở ra đưa vô cho mấy anh thợ tiện á, mình trồng cái bạc đồng lại, cái bạc đồng bạc gai lại, trồng cái bạc gai vô mấy cái đầu ốc này nè, nó bị tuột gai á, vô trồng bạc đồng lại anh em. Đó. Còn nếu mà ấy nữa thì mình mua cái chụp ngồi này luôn, nhưng mà mua chụp ngồi là phải dặn hai cái đầu co này ra thì nó quất quẻ. Đó. Cho nên cái này vô trồng gai sơ mi đồng lại bình thường. Đó. Bây giờ mình sẽ làm lạc quạt trên ghe rồi bắt đầu đem cái này vô cho mấy anh thợ tiện mấy anh làm. Đây anh em ơi, đây tới gặp anh Tèo thợ tiện. Anh đóng lại mấy cái sơ mi đồng cho cái bơm rây của mình. Bây giờ vô là may mắn có anh Tèo ở nhà, anh làm luôn ra ráp luôn cho khỏe, sẵn tay chân ngồi đang dơ nè. Hãy
Đây. Đóng tay rô lại nè. Bây giờ mình đi tay rô ốc mới hay là đóng sơ mi ốc cũ? Rồi, mình đã tả ra rồi.